Hello, xin chào các em. Chúng mình sẽ ôn một số đề học kỳ 2 của tiếng Anh lớp 8 năm học 2019-2020. Exercise 1. Circle rest a quick. The analyzed star is pronounced differently from the other. Hãy nối từ có phát âm khác cùng với từ còn lại. Rồi từ thứ nhất này, ago. Ago, chúng mình sẽ có vần ơ, a flashed, vần air, air. Manned, vần air. Happy, air. Về từ khác loại mình sẽ có là đáp án A. Tiếp, watch, watch. All, let, let. Vần ee, want, want. Vần all và quality, vần all, mình sẽ có đáp án là ý A. Câu số 3, bottom, bottom, vần A. Cup, vần A. Palm, vần A. Và port, vần U, mình sẽ có đáp án ý D. Tương tự, sunbath, sunbath, vần A. Produce, produce. Fund, include. Rồi chúng mình sẽ có đáp án ED. Bài tập số 2, choose the correct answer for each sentence. Hãy chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau. Câu thứ nhất, I bust my hat on protect my face from the sunlight. Tôi đội mũ lên để bảo vệ cho đầu để bảo vệ mặt tôi dưới ánh nắng. Chúng mình sẽ có cụm từ in order to là cấu trúc nè. Cấu trúc in order to là chủ ngữ này cộng với động từ cộng với từ nối in order to là để và cộng với vế sau. Với đáp án sẽ là B, in order to. Learn enough to be in my class. Câu số 2 này, learn không đủ để trở thành một cái gì đó trong lớp của tôi. Ở đây mình sẽ có cấu trúc là enough. Thì cô sẽ nhắc lại cho mình cấu trúc enough. Enough thì mình sẽ có cấu trúc là cộng với chủ ngữ, cộng với động từ, cộng với enough. Vậy ở đây mình sẽ có là tính từ. Nếu mà tính từ enough sẽ đứng trước, nếu đó là tính từ. Còn nếu mà danh từ thì enough sẽ là đứng sau. Ok, vậy ở đây đáp án sẽ là ý B. Tiếp câu 3. I promise là tôi sẽ hứa làm cái gì đó cho bạn. Ở đây mình sẽ có thì của tương lai đơn. Đáp án sẽ là ý A. I will do it for you. Tôi sẽ làm nó cho bạn, tôi hứa. Câu 4 này, tôi rất là ngạc nhiên. Tôi rất là ngạc nhiên khi mà nghe cái điều đó. Surprised thì mình sẽ đi với to. To hear, tôi rất là ngạc nhiên để nghe cái tin tức mới đó. This beautiful book. Câu số 5 sẽ là thể bị động. Mình sẽ có đáp án will make, được làm từ cái gì đó. Câu số 6 này, interested, đi với cả in. Cấu trúc interested in, đáp án sẽ là gì đây? Câu số 7, dear my. Cấu trúc might, bạn có phiền nếu tôi làm một điều gì đó không?
Chúng mình sẽ có cấu trúc của câu my. Do you my. Tiếp đằng sau động từ sẽ là thể verb in, cộng verb in, cộng với vế đằng sau. Ok, vậy ở đây đáp án sẽ là verb in standing, ý C. Câu số 5 cũng là thể, cũng là câu dạng cấu trúc my, cho mình có thêm if. Mình sẽ có cấu trúc là would you my cộng if cộng I. Và động từ ở đây sẽ ở thể quá khứ. Vậy câu 8 sẽ là ý B. Burst. Có phiền nếu tôi mượn xe đạp của bạn không? Câu số 9. Buried in the famous forest, the Elephant Tower. Cái đất nước Buried là rất là nổi tiếng cho. Rồi, chúng mình có địa danh rất là nổi tiếng đúng không nhỉ? Là tháp Eiffel. When the most men come and my family. Rồi chúng mình sẽ có câu 10 ý C. Là ở thể quá khứ tiếp diễn. Khi một cái hành động đó đang diễn ra, khi một hành động đã xảy ra thì cái hành động đó là đang diễn ra. Ok, vậy ở đây sẽ là đáp án ý C, were sleeping. Khi cái người đưa thư, khi cái người mà giao thư đi tới nhà thì gia đình tôi đang ngủ. Câu số 11, her mother. Mẹ của cô ấy thì là đã mua rất là nhiều những cái quà lưu niệm trong khi mà cô ấy đang ở Paris. Đáp án sẽ là câu 11 ý C. Rồi, why, chúng mình có why ở đây. Why ở đây, một cái hành động gì đó đang diễn ra trong khi mà cái hành động đó đã xảy ra rồi. Ok, câu số 12, ý B. Do you know how to make, bạn có biết cách để làm một cái gì đó. Mình sẽ có cấu trúc câu do you know how to make. Ok, câu số 13. Câu số 13 ý A. Flower arranging contest, cái cuộc thi sắp xếp hoa. Câu số 14, wanted đi với to verb. Ok, vậy câu số 16 chúng mình sẽ có câu số 14 ý C. Câu số 15, my son really afraid. Afraid thì mình thường đi với up, với giới từ up. Mình sẽ có afraid up. Câu số 16, hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành mình sẽ có từ seen. Ok, tôi không đi gặp Ron bởi vì anh ấy là đã kết hôn rồi. Exercise 3, rewrite the sentences. Hãy viết lại những câu sau. Rồi câu số 1. Passage. Câu số 1 mình sẽ có thể viết lại những câu sau bằng cách dựa vào câu. Ví dụ câu này thì mình sẽ có thể bị động viết lại thành câu bị động này. Mình sẽ nhớ lại cấu trúc câu bị động là ở đây là câu bị động sẽ viết lại ở thể quá khứ, tại vì động từ phân từ build này đã được chia. Ở đây mình sẽ viết lại thể phân từ thể bị động our house were built. Three years ago by them. Câu số 2 cũng viết ở thể bị động. Chúng tôi thường mua rất là nhiều những cái bộ quần áo mới cho những cái đứa trẻ trẻ của chúng tôi vào dịp Tết. Vậy our children, những cái đứa trẻ của chúng tôi. Những cái đứa trẻ của chúng tôi
đã được mua. Abort. Abort. New clothes. Wanted by us. Ok. Câu số 3. Viết thành câu từng thuật. Nga asked me if. Nga hỏi tôi là bạn hỏi tôi là visited, ở đây mình sẽ chia quá khứ, visited the Huế Citadel. Ok. Rồi, chúng mình sẽ cùng chép bài tập số 3 vào trong vở và bài tập số 4. Why the strategist quit given request. Bài tập số 4 người ta yêu cầu hãy viết những câu dựa vào những cái từ đã cho sẵn. Ở đây mình sẽ chia động từ đơn thuần thôi. Mình thấy dấu hiệu last night, quá khứ đơn. Ở đây mình sẽ viết theo dạng quá khứ đơn. Nam play. Thêm ED nhá. Nam play the piano. The piano. At. Có giới từ at ở sau thời gian. At 7 o'clock. Last night. Ok. Nam đã chơi piano vào lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. Và câu số 2, dấu hiệu next month tương lai đơn. Mình sẽ chia là they are going to Hồ Chí Minh City in next month. Ok. Rồi. Chúng mình sẽ chuyển tiếp ra bài tập số 5. Read the text, then do the task below. Bài tập số 5 là người ta yêu cầu hãy đọc cái đoạn văn dưới đây, sau đó làm những cái bài tập theo chúng. The next evening and whose family. Ở đây mình sẽ có 5 câu. Mình sẽ đọc bài đọc và dịch đoạn văn, sau đó làm 5 câu. Cô sẽ dạy cho chúng mình bài tập. It was the first time Jim went to Hồ Chí Minh City with his parents. Đây là lần đầu tiên Jim tới thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình của anh ấy. Khi mà chuyến bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất thì đó là một cái ngày một ngày rất là ổn, rất là tuyệt. Có cái ánh nắng, có cái ánh nắng rất là ánh nắng sáng chói này, và những cái bầu trời thì rất là nhiều mây và xanh. Nó được người ta thường nói rằng cái thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố của ánh nắng. Rồi. Họ đã bắt taxi tới khách sạn Rec, một cái khách sạn rất là lớn tại trung tâm thành phố. Sau khi mà kiểm check in thì họ đã đi tới cái tầng trệt, cái nơi phòng của họ trên tầng 5. Jim rất là hạnh phúc khi nhìn thấy một cái phần của cái thành phố. Ok. Thông qua cánh cửa sổ của phòng ngủ thì anh ấy có thể nhìn thấy cái bức tranh tuyệt đẹp của thành phố. Rất là tráng lệ. Nó rất là tráng lệ khi nhìn thấy những cái ánh đèn thành phố ở trong những cái màu sắc thành phố, trong những cái ánh đèn tràn ngập nhiều màu lúc ban đêm. Jim đã tới thăm rất là nhiều những cái nơi thu hút, những cái nơi nổi tiếng, ví dụ như là cái cửa Hàm Rồng này, và công viên Đầm Sen, Suối Tiên và công viên nước Sài Gòn. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái nơi rất là nổi tiếng về trung tâm mua sắm, và Jim đã mua rất là nhiều những cái quà lưu niệm cho những cái người bạn của anh ấy ở trung tâm du lịch Sài Gòn. Ta bởi vào buổi tối thì là cả gia đình đi tới vào buổi tối này thì cả gia đình đi đi bộ trên những cái con đường
và sau đó đến tới một cái quán đồ ăn chay rất là nổi tiếng để thưởng thức những cái món ăn ngon. Nó thật sự là tuyệt vời. It's very wonderful. Ok, chúng mình sẽ cùng làm bài tập số 1, true and false. Câu số 1, their room were on the sixth floor. Ok, ở đoạn thứ nhất thì mình có dữ liệu là cái phòng của họ sẽ nằm ở cái tầng thứ 5. Vậy ở đây sẽ là phone. Ok, mình sẽ sửa lại, đó là thành phòng số 5. Cái tầng số 5. Jim đã thăm rất là nhiều nơi và mua những rất là nhiều những cái quà lưu niệm. Ok, đúng rồi. Mình sẽ điền vào là true. Tiếp trả lời những cái câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, did they take a bus to the hotel from the airport? Họ đã bắt một cái chiếc xe buýt để tới khách sạn từ sân bay phải không? Ok, vậy câu trả lời sẽ là no. Rồi, no they didn't. Họ đã bắt một chiếc xe taxi. Ok. Câu hỏi thứ hai, well, he could see a beautiful picture of the city. Cái nơi nào anh ấy có thể nhìn thấy cái bức ảnh rất là tuyệt đẹp về thành phố. Rồi ở đoạn thứ hai, chúng mình cùng nhìn ở đoạn thứ hai thì anh ấy có thể nhìn những cái bức tranh đẹp ở thành phố thông qua cái cánh cửa sổ ở phòng ngủ. Rồi, mình sẽ trả lời câu như sau. He could see the beautiful picture of the city towards the window of the bathroom. Okay. Câu thứ ba. Jim đã có bữa tối cùng gia đình. Gia đình Tim đã có bữa tối ở đâu? Rồi chúng mình sẽ có dữ liệu. They had dinner at a well-known vegetarian restaurant. Họ đã có bữa tối tại nhà hàng ăn chay nổi tiếng. They had dinner at a well-known vegetarian restaurant. Ok. Rồi, chúng mình đã hết 5 dạng bài. Thì đây là 5 dạng sẽ có trong cái đề thi tiếp của chúng mình ở cấu trúc mới nhất năm 2019 và năm 2020. Chúng mình hãy để lại comment ở dưới và tiếp tục theo dõi những video mới nhất của cô nhé. Thanks for listening. Goodbye.